Cổ Đức từng dạy: nước không luật, nước loạn; nhà không luật, nhà vong. Chẳng những từ gia đình, xã hội, tôn giáo cho đến công việc làm ăn hàng ngày mà thiếu kỷ cương thì khó tránh khỏi hư hại. Nếu nhà trường vô kỷ luật thì học sinh không thể học tốt. Tài xế lái xe không đúng luật, thời xảy ra tai nạn, vân vân. Chẳng những con người có giới luật mà các loài chim, cá, kiến, ong đều có quy tắc của nó. Như nhạn bay có hàng, kiến bò có lối, và chúng cũng có nghĩa chúa tôi, cha con, vợ chồng. Thế đủ biết loài vật còn có kỷ luật, huống chi là loài người. Nếu người nào không tuân theo giới luật thì sẽ trở thành kẻ hư thân, độc ác. Trong gia đình không có kỷ luật thì lộn xộn. Một nước không có pháp luật, thời chẳng còn phong quá kỷ cương, dân chúng trở nên hung tàn. Thế giới không pháp luật, ắt phải loạn ly tứ phía. Muốn tránh khỏi sự tan vỡ nguy hiểm cho mình và xã hội, cho nên chúng ta phải nương tựa vào giới luật làm căn bản tự thân. Nếu không giữ giới luật thì đời sống của chúng ta sẽ xảy ra những sự lôi thôi rắc rối, mất hết phúc lạc an vui ở hiện tại và vị lai. Giới là những điều răn cấm không được phạm. Luật là những quy định phải tuân theo để chỉnh đốn những hành vi, lời nói, ý nghĩ cho đúng chánh pháp. Tại sao Phật bảo các đệ tử phải giữ giới luật? Vì từ vô thủy đến nay, chúng ta bị phiền não, nghiệp chướng chứa nhóm nhiều đời, ô nhiễm trong vật dục, gây tạo nhiều ác nghiệp, nên mới luân hồi trong dòng sanh tử. Muốn thoát ra khỏi bể khổ, phải giữ giới luật. Kinh Niết Bàn dạy: giới là cội gốc của tất cả thiện pháp. Giới giống như mặt trời phá tan đêm tối. Giới là chuỗi anh lạc trao dồi pháp thân. Giới như mặt đất muôn vật đều phát sinh. Giới là cội gốc sanh ra các công đức. Giới có thể dứt hàng ác nghiệp và ba ác đạo. Giới là pháp trượng đánh dẹp những phiền não hung ác. Giới hay diệt trừ tất cả những tà kiến. Giới là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Giới như con thuyền to đưa người qua bể khổ. Kinh Hoa Nghiêm nói: giới là cội gốc của vô thượng Bồ Đề. Người giữ giới được 5 điều lợi. Thứ nhất, tiếng tốt đồn xa. Thứ hai, lợi lộc dồi dào. Thứ ba, đi vào hội chúng không sợ hãi. Thứ tư, khi mạng chung, tâm không rối loạn. Thứ năm, đời sau sanh về cõi lành. Kinh Pháp Cú nói: hương chiên đàn già la chưa phải là thơm phức. Hương người có giới đức xông ngát khắp mười phương. Khi hành giả giữ gìn giới luật được trọn vẹn, thời thân tâm an lạc, nhẹ nhàng, giống như người đau gặp thuốc hay, tiêu trừ hết bệnh phiền não, thân tâm được an ổn, vững vàng, không còn lo sợ gì nữa. Chư Phật, Bồ Tát và Thinh Văn đều nhờ giữ giới luật mà đạt đến cảnh giới phúc lạc tiêu diêu giải thoát. Thế mà thời nay, nhiều người học đạo chỉ muốn tìm những giáo lý huyền diệu cao siêu, nghe cho bùi tai, bàn để vui miệng. Nói đến giới luật, họ không ưa thích, cho đó là cũ kỹ, bó buộc, tiêu cực, biến lười, không phù hợp trào lưu tiến hóa. Ôi, khác nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi, còn châu báu trong nhà mình thì quăng bỏ. Muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga,
lại chê cái nền móng là vô ích, bảo sao Phật pháp không suy đồi, nhân loại điêu linh, chúng sinh khổ ải. Vì thế trong kinh Lăng Nghiêm nói, người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì rơi vào tà định của tà ma ngoại đạo. Như thế, đủ biết giữ giới luật quan trọng biết dường nào, người giữ giới được Thiên Long ủng hộ, ngoại ma khiếp phục. Quyển Thập Thiện Nghiệp này tuy là giáo lý căn bản, nhưng nội dung bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất nhân quả, nghiệp báo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, lại còn đáp ứng những thắc mắc như sát sanh bị quả báo gì và không sát sanh hưởng được phước báo gì, cho đến giới không trộm cướp, tà dâm, giọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Mỗi giới đều nêu rõ lành dữ, tội phước ở trong đó. Chẳng những thế thôi, còn cho chúng ta biết được gieo nhân gì, gặt quả chi. Vì vậy, quý Phật tử khi nghe đọc quyển Thập Thiện Nghiệp này, nên chú tâm tư duy, nghiền ngẫm cho tường tận, chịu khó nghe nhiều lần. Như vậy mới nhận ra được sự vi diệu vô biên của pháp bảo, rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly ác nghiệp, đạo quả chóng viên thành. Luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ do mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế hết ai phạm tội. B. Nội dung. Định nghĩa: một, thập thiện nghiệp, nghĩa là 10 điều lành của ba nghiệp như sau. A nhỏ, thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. B. Khẩu có bốn: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ. C. Ý có ba: không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Đó là 10 điều lành, ngược lại là 10 điều ác. 2. Nghiệp là gì? Nghiệp là những ý nghĩ, hành động, việc làm hàng ngày kết thành nghiệp lành, nghiệp dữ, hoặc không lành, không dữ. A. Nghiệp lành. Theo quan niệm của nhà Phật là thân, khẩu, ý đều được trọn lành, đem đến sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. B. Nghiệp dữ là những hành động tạo nên do nơi thân, khẩu, ý bất thiện, đem đến sự đau khổ cho chúng sanh. C. Nghiệp không lành, không dữ là chỉ cho việc làm không thiện, không ác. Chính vì con người suy nghĩ, hành động gây nghiệp thiện ác khác nhau, cho nên nó sanh ra quả khác nhau. Nào là thọ, yểu, đẹp, xấu, giàu, nghèo, mạnh lành, bệnh tật, trí, ngu. Chúng ta tự gieo nhân rồi thừa hưởng gặt lấy kết quả của hành động đó. Nếu ai đã tạo ra nghiệp dữ, dẫu trốn ở đâu cũng không thoát được sự báo ứng của nhân quả. Kinh Pháp Cú nói: dầu trên trời giữa biển, hay lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Trong Kinh Pháp Cú, thí dụ Phật dạy: người nào làm việc bất chánh, độc ác, thời lãnh lấy 10 quả báo sau đây. 1. Sống rất khổ sở. 2. Thân thể tật nguyền. 3. Bệnh tật triền miên. 4. Tâm trí tán loạn. 5.
bị người du bán. 6. Mắc nạn quan nha. 7. Tài sản tan nát. 8. Thân quyến chia lìa. 9. Nhà cửa tài sản bị lửa cháy tiêu tan. 10. Là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Kinh A Hàm nói, một hôm vua Ba Tư Nặc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi mạng chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: Đại vương nên biết trên đời có bốn hạng người. Một là từ tối đi vào tối, hai là từ tối đi ra sáng, ba là từ sáng đi vào tối, bốn là từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sanh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở hơn. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sanh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước nên ăn năn sám hối, phát tâm cúng dường, bố thí làm lành lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sanh ra đời hưởng cảnh giàu sang, nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hống hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp, thanh cao hơn. Nói tới nhân quả, nghiệp lực, Kinh Tăng Chi nói: Một thời Đức Phật an trú ở thành Xá Vệ, vườn Thắng Lâm. Một hôm, Hoàng hậu Malika đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dùng sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng lại giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, nhưng lại nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Phật dạy: Này Malika, nếu hạng nữ nhân nào nhiều phẫn nộ, não hại, bị người ta nói động đến một chút liền nổi nóng, sừng sộ, sân hận, gây hấn, bất mãn, lại không biết cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, thức ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, do sân hận, keo kiệt, nên lãnh thọ thân thể xấu xí, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít,
ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ, não hại, dầu bị nói ít liền nổi nóng, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ sự bất mãn, oán hận, nhưng người này biết cúng dường cho Sa môn, Bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, tánh không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường thì không ganh tị, tức tối. Người ấy sau khi mạng chung tái sanh trở lại do sân hận, nên bị quả báo dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt. Nhờ biết cúng dường nên hưởng được phước báo giàu sang, tài sản lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Này Malika, nếu nữ nhân nào không nổi nóng, não hại, tuy bị nói nhiều, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, gây hấn, nhưng người này keo kiệt, không biết cúng dường cho Sa môn, Bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh hay đố kỵ, nhìn thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì nó ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này tái sanh trở lại, nhờ không sân hận nên dung sắc xinh đẹp, thù thắng. Do keo kiệt không biết cúng dường bố thí, nên phải chịu cảnh nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào không phẫn nộ, não hại, tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ sân hận, gây hấn, bất mãn, người này lại hay cúng dường cho chư vị Sa môn, Bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng không ganh tị, tức tối. Người đó sau khi thân hoại mạng chung tái sanh trở lại, nhờ không sân hận, biết cúng dường nên hưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Sau khi Phật thuyết giảng xong, Hoàng hậu Malika thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ không phẫn nộ, não hại, dầu bị nói nhiều con cũng không nóng giận, oán hận, gây hấn, bất mãn. Con sẽ cúng dường cho chư vị Sa môn, Bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh tị, tức tối. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, mong Ngài nhận con làm nữ cư sĩ từ nay cho đến ngày mạng chung. Đức Phật hứa khả truyền trao ngũ giới cho Hoàng hậu Malika, rồi lại thuyết pháp về nghĩa vô thường. Mọi người đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Qua bài kinh trên cho chúng ta thấy, Hoàng hậu Malika có một tính đặc biệt là khi nghe pháp, bà biết rõ tai hại của sân hận, phẫn nộ, ganh tị, đố kỵ và tánh keo kiệt, bỏng xẻng. Cho nên bà hứa với Đức Phật là sẽ không nóng giận, oán hận, ganh tị, đố kỵ, keo kiệt, và thành tâm phát nguyện thực hành việc bố thí, cúng dường cho chư vị Sa môn, Bà la môn. Trong khi nghe kinh, nếu chúng ta biết xét lại mình và phát tâm làm những việc tốt, thì sự nghe kinh đó mới có lợi ích. Trái lại, nếu chúng ta nghe kinh mà không biết suy xét và cũng không cố gắng nỗ lực làm theo lời Phật dạy, thì việc nghe kinh đó chẳng có lợi ích gì. Chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh, hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh. Còn chúng ta ngày nay có phong trào khi nghe kinh thì thích nghe vị thầy hoặc sư cô nào đó nói hay, đúng tâm lý của mình thì rủ nhau đi đến nghe. Trong khi đó về phần mình thì chẳng làm được việc gì, mà chỉ nghe cho thỏa thích vậy thôi. Có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại mình coi đã làm được điều gì và chưa làm được điều gì?
Trong khi nghe kinh, chúng ta phải có lòng tin để tâm thanh tịnh lắng nghe những lời Phật dạy, rồi tinh tấn tu hành để cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp, chứ không phải nghe rồi bỏ qua. Chúng ta thấy, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài giảng bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Vừa nghe xong là giác ngộ đắc đạo ngay. Trường hợp nữa là ông Gia Xá. Ông sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Một hôm, ông tổ chức một buổi yến tiệc linh đình. Sau khi tàn cuộc vui, ông nhìn thấy chén bát ngổ ngang, còn các kỹ nữ thì mệt mỏi, nằm lăn ra ngủ, mồ hôi chảy ra, phấn son loang lổ trên gương mặt. Ông thấy cuộc vui chơi này không thật, cho nên ông mới đi đến gặp Đức Phật. Khi đó, Đức Phật giảng cho ông nghe bài pháp Tứ Diệu Đế. Nghe xong, ông liền giác ngộ. Người xưa có tình tín, biết quý trọng pháp hết sức đặc biệt, cho nên mới mau giác ngộ đắc pháp. Còn chúng ta xem kinh, nghe pháp không biết bao nhiêu lần, mà tại sao không giác ngộ? Tại vì chúng ta nghe xem là để nghe xem vậy thôi. Đa số là học trên lý thuyết, cho nên phiền não sanh tử triền miên không dứt là vậy. Muốn diệt trừ phiền não, thoát ly sanh tử, chúng ta phải hội đủ ba yếu tố. Một là văn, hai là tư, ba là tu. Có nghĩa là khi xem kinh, nghe pháp, phải thành kính, chú tâm tư duy những lời Phật dạy, rồi đem ra thực hành, thì chắc chắn sẽ thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Trong khế kinh Phật dạy, các tỳ kheo nên biết những người nghèo khó hình dung, xấu xa, bệnh tật, gặp nhiều ách nạn, không được tự do. Phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Còn những người thân hình lành mạnh, xinh đẹp, giàu sang, có thế lực, phải biết rằng người ấy đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không lòng tật đố, sân hận. Do đó Đức Phật thuyết kinh thập thiện nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác, lời nói chẳng lành, hành động bất chánh. Mười giới này y cứ trên lòng từ bi bình đẳng để diệt trừ mọi tội lỗi, đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kinh Pháp Cú. Ý nghĩa và giá trị của mười nghiệp lành. Một La Mã: không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh, tự mình giết, xúi người giết, thấy người giết vui theo điều phạm giới sát cả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răn thứ nhất: cấm không cho Phật tử giết người, sát vật? Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hớn, tổ thầy, cha mẹ và phá hòa hợp tăng. Kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Giết đồng loại, bị quả báo hiện tại, thân nhân người ta sẽ báo thù, nếu không cũng bị pháp luật trừng trị. Cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian, nhưng không qua luật nhân quả, kiếp sau bị nạn nhân giết lại. Chưa hết, giết chết một mạng người tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa và phá vỡ những hoài bão, công danh sự nghiệp, làm cho họ chết trong uất hận, nuối tiếc. Quả báo đến với kẻ đó, đời sau chịu cảnh người thân phân ly, sự nghiệp đổ vỡ, chết trong đau thương, hối tiếc. Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ, luân hồi thường mạng, bệnh hoạn, chết yểu.
nói đến oan trái của nghiệp sát. Thuở Phật sanh tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm nhưng chẳng có con nên mới cưới thêm vợ lẻ, không bao lâu có thai. Vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẻ hết sức chu đáo nên lòng ganh tị ghen tuông nổi lên sanh tâm độc ác, mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn làm cho cả mẹ lẫn con đều chết. Vì thai già tháng, người chồng điều tra biết được oan tình liền đánh đập vợ lớn cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả dây. Sau khi chết, vợ nhỏ sanh làm con chuồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chuồn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn luôn gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi gà chết sanh làm con beo, chuồn sanh làm con nai cái. Mỗi khi nai có con, beo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con. Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn beo sanh làm người con gái. Đến tuổi trưởng thành, người con gái có chồng, lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như thế, đến lần thứ ba, người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi gần đến kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bão. Người vợ nhìn lên trời, thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô. Phật bảo Ananda ra gọi hung thần vào. Nhờ oai lực của Phật nên thần ta tỏ ra dễ dạy. Trước mặt hai nạn nhân, Phật từ tốn khuyên bảo: sao các ngươi cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế? Oan trái biết bao giờ mới chấm dứt? Rồi Phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong, liền đọc kệ: nếu lấy oán báo oán, oán ấy mãi chất chồng. Nếu lấy đức báo oán, oán ấy tự tiêu tan. Nghe bài kệ về lời khuyên của Phật, hung thần và người phụ nữ hóa giải hết oán thù, đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y, thọ trì ngũ giới. Lòng từ bi của Đức Phật xem chúng sanh như con của mình, nên Ngài không cho đệ tử sát sanh hại vật với bất cứ hình thức nào. Vì Ngài biết mọi loài đều sợ gươm đao giáo mát. Thật vậy, khi chúng ta nhìn thấy cốc ếch sắp bị cắt cổ, nó liền đưa chân chống đỡ. Trâu, bò, gà, vịt, tôm, cá khi bị đập đầu, thọc huyết, chặt kỳ, đánh dãy thì hoảng sợ giãy giụa, rên la, tỏ ra đau đớn vô cùng. Chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện đau thương của vợ chồng chú Dượng Rừng bị sức mạnh và trí khôn của con người hủy diệt. Chuyện kể, ở trong một khu rừng hoang vu nọ, có cặp vợ chồng chú Dượng. Một hôm, Dượng vợ sanh được chú Dượng con thật là kháu khỉnh, dễ thương. Chúng sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc trên cành cây cao giữa núi rừng hoang dã. Rồi một ngày kia, Dượng mẹ đang bế Dượng con vui đùa, bỗng đâu từ dưới đất một mũi tên bắn lên trúng Dượng mẹ. Dượng mẹ ôm ngực thét lên những tiếng kêu ai oán trộn lẫn đau thương, máu lệ tuôn trào thấm ướt cả thân. Dượng mẹ đau đớn quằn quại, dường như muốn buông rơi con mình. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng nên Dượng mẹ cố gắng bế Dượng con vào lòng cho bú thật no, rồi cẩn thận giao cho Dượng chồng và trăn trối: hãy cố gắng ở lại nuôi con. Với ánh mắt bi ai đầy máu lệ, Dượng mẹ đưa tay vuốt nhẹ lên mình Dượng con, rồi nhìn Dượng chồng lần cuối.
từ từ trút đi hơi thở sau cùng, nhắm mắt buông tay rơi xuống mặt đất, nằm ngoằn ngoại trên vũng máu, bên cạnh tiếng cười thỏa mãn của tên thợ săn hiếu sát. Chính cái thảm trạng đó đã kéo dài từ ngàn xưa, nên đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni phải thốt ra những tiếng nói nghẹn ngào: các con ơi, hãy mở rộng lòng từ để san bằng những hô thẩm đau thương, cho vạn loại được sống trong cảnh bình đẳng, hạnh phúc, yên vui. Cũng vì tìm cầu món ngon vật lạ ăn cho khoái phẫu, phì da, mà có lắm người bắn chim, đâm cá. Họ lấy thú vật làm bia để bắn, bẫy rập, câu lưới, treo móc, đập đầu, cắt cổ, lột da, chiên xào, nấu nướng, luộc sống, mặc cho nó kêu gào dãy chết, mà họ vẫn thản nhiên coi như không có gì xảy ra. Giống như tên tướng cướp mặt đằng đằng sát khí, giết người đẫm máu mà chẳng gớm tay, vì làm sát quá nhiều, tri thức của họ trở nên chai đá, không còn cảm nhận sự đau đớn của kẻ khác. Những người giết vật lâu ngày cũng giống như thế. Ngược lại, khi họ bị đứt tay hay nước sôi văng trúng một chút là nhảy dựng lên, kêu trời rên la. Thế mà người ta lại đành lòng giết hại sinh vật để bày tiệc ăn uống, phung phí, đàn ca, sướng hát, vui chơi thỏa thích trên sự đau khổ của chúng. Có nhiều người ăn nhiều món độc địa, nào là thích ăn tim, gan, phèo, phổi, bao tử, giạc ốc khỉ, nướng cá sống. Bởi thế, cái thân của họ sanh ra đủ thứ bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, sỏi thận, đau tim, xơ gan, ung thư phổi, loét bao tử. Nói đến tai hại của việc ăn thịt, nhà triết gia Seneca nói: nếu mỗi bữa ăn người ta dùng thịt là ngấm ngầm tự đầu độc, làm cho cơ thể sanh bệnh chết sớm mà không hay biết. Thật vậy, ngày nay những nhà y khoa bác sĩ trứ danh như Sartre, Varier-Kiklami nói: trong các thứ thịt có rất nhiều chất độc nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bằng chứng là các loài vật mắc nhiều chứng bệnh như bò điên, heo lở mồm, lông móng, cúm da cầm, cá có độc, ăn vào dễ bị truyền nhiễm ngộ độc mà chết. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác minh 40% người bị ung thư ở Mỹ là do ăn nhiều chất mỡ. Bác sĩ Bulaker, chuyên gia dinh dưỡng của Viện Y học Harvard cho rằng những độc tố trong thịt và mỡ là nguyên nhân sanh ra các thứ bệnh. Hơn nữa, người ăn chay tăng thêm sức khỏe, giảm bớt những bệnh tật. Các nhà khoa học, y học Đông Tây đều công nhận thức ăn chay là nhẹ nhàng, thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều dưỡng chất bổ ích cho cơ thể. Thế mà có nhiều người quan niệm sai lầm. Họ nói ăn thịt cá mới đủ dưỡng chất và sức mạnh. Thật ra, ăn thịt cá không có sức chịu đựng cực nhọc, dẻo dai bằng người ăn chay trường. Chính giáo sư Greenfield ở Đại học Yale sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng ăn thịt của những động vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu đựng cực nhọc bằng người ăn chay. Tại Đại hội Olympus ở Hà Lan năm 1928, người đạt kỷ lục về môn chạy marathon là Enranfi ăn toàn là đồ chay. Muốn cho cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh, sống lâu, nên dùng nhiều rau quả, trái cây. Theo tiến sĩ hóa học Liên Xô cũ Satavadi Nawijop, người ăn chay kéo dài tuổi thọ, như ở vùng Kokaja Liên Xô cũ, có rất nhiều cụ già tuổi thọ cao là nhờ các cụ ăn chủ yếu là rau quả và thức ăn chay. Nhiều thầy thuốc đã thừa nhận rau quả, ngũ cốc
có nhiều vitamin, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, thông mật và góp phần phục hồi các tế bào của cơ thể. Các loại như cam, quýt có thể ngăn ngừa bệnh ung thư, dư mỡ động mạch. Nước cam làm mát phổi, mát gan, mát tim, mát thận, điều hòa dạ dày, giải khát, giải nhiệt, giải độc, nhuận trường. Trái chuối vừa ngon, vừa có giá trị dinh dưỡng cao hơn các loại trái cây khác. Chuối chín chứa nhiều đường bột, chất đạm và nhiều sinh tố, giúp cứng xương, quân bình thần kinh, trị luôn bệnh suy nhược, thấp khớp. Trái vú sữa bổ thận, mát tim, phổi, giải uất nhiệt. Trái lê nhuận phổi, mát tim, giáng hỏa, tiêu đờm, giải khát, giải độc, chữa phổi khô, ho khan, ho có đờm, nói không ra tiếng. Người lạnh bụng, yếu dạ dày và sản phụ không nên ăn lê. Trái bơ làm giảm mỡ độc hại trong cơ thể, trị luôn bệnh xơ gan, giúp bảo vệ các mạch máu, lại thêm chống lão hóa. Trái bưởi trị nhiều bệnh về đường ruột và mạch máu. Trái nho, dâu, cà chua chống lão hóa, giữ được tuổi trẻ lâu dài. Cà rốt làm giảm ung thư phổi, giúp tiêu hóa, bổ máu. Cà rốt có tác dụng hạ đường trong máu và các chứng tay chân cơ thể tê cứng, da khô. Ngó sen và củ sen giải được phiền nhiệt, khí nghịch, chảy máu cam, bổ tim, tăng dịch dị, trị tiêu chảy, khí huyết lưu thông điều hòa, khiến cho thân thể, tinh thần nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống lâu. Bí đỏ chứa được chứng nhức đầu chóng mặt, đề phòng đau màng ốc, trị luôn cao huyết áp, suy tim, suy thận, viêm niệu, viêm ruột. Bí đao thanh nhiệt giải khát, lợi tiểu, tiêu ung nhọt, nhuận trường, giải độc. Người bệnh lâu ngày hoặc âm hư thì không nên ăn. Cà chua bổ máu, bổ tim, mát gan, giúp tiêu hóa, nhiều sinh tố A và nhiều chất kháng độc, giảm chứng căng mạch máu và bớt nguy cơ nhồi máu cơ tim. Cà chua xay nát, lược bỏ hột, để đường vào uống sẽ sáng mắt, mát thận, mát gan, mát máu và mạch tim. Mỗi sáng ăn 2 trái cà chua tươi, trị tiểu đường, cao huyết áp, mất ngủ. Trong toàn bộ rau quả, không thứ nào tốt hơn cà chua, nhưng ăn nhiều quá sẽ bị phạt hỏa, sưng phù. Mồng tơi giải nhiệt, nhuận trường, giúp đại tiểu tiện dễ dàng, vừa tống khí nóng, khí độc trong ruột già ra. Cầu kỷ giải nhiệt, lọc máu, chữa chứng đau khớp, ngứa ngoài da, gan hư, mắt mờ và bệnh tiểu đường. Rau làng vừa bổ vừa ngon, giúp trẻ mau lớn, nhất là phát triển chiều cao, phòng ngừa đau mắt, phù thủng và giúp cơ thể đề kháng bệnh tật. Rau má mát gan, giải độc, chữa đau mắt, da sưng đỏ lở, nóng rát trong bụng khó chịu. Rau dền gai thông kinh mạch, giải phong nhiệt, mát gan, mát dạ dày, nhuận trường, giải nhiệt, chữa huyết trắng. Rau đắng mát tim, giáng hỏa, giải nội nhiệt, trừ ban nhiệt nhập lý mê cuồng. Chế độ ăn uống theo bác sĩ Veraeva cho biết, sự phát triển và sức khỏe của con người đòi hỏi phải có protein. Chất này có nhiều trong các thực vật như đậu Hà Lan có 23,8%, đậu nành 25%, trong khi đó thịt chỉ có 17%, cá 16,5%. Đề phòng thiếu chất sắt nên cung cấp vitamin C cho cơ thể, cần dùng thêm chanh, ngò, cam, rau xanh, bắp cải và bổ sung cho khẩu phần ăn các thực phẩm giàu chất sắt như gạo lứt, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ,
rau muống, rau dền đỏ, củ dền đỏ, vân vân. Vitamin B12 có rất ít trong thực vật. Người ăn chay cần uống thêm B12 nếu không ăn rau câu và rong biển. Nước ta có rất nhiều trái cây, rau cải quanh năm, phải thay đổi rau cải trong mỗi bữa ăn để có đầy đủ vitamin. Nên dành ưu tiên thức ăn nước uống chế biến từ đậu nành. Cần bổ sung thêm sữa, phô mai, sữa chua. Để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng các món ăn, nên rắc lên thức ăn mè, đậu phộng. Cũng cần lưu ý là chúng ta phải ăn theo đúng quy luật âm dương. Thí dụ, bí đao là âm, lạnh, tiêu là dương, nóng. Cho nên khi nấu canh bí đao ta phải rắc tiêu vào, như thế sẽ điều hòa, dùng rất tốt. Ngược lại, nếu chỉ ăn toàn lạnh hoặc nóng thì dễ sanh bệnh và không nên nêm bột ngọt vào thức ăn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bột ngọt là những chất phụ gia nhằm tăng vị giác, không có giá trị dinh dưỡng. Những người có thể trạng nhạy cảm như hay bị nhức đầu, ói mửa, cao huyết áp, tim, thận, vân vân, không nên dùng bột ngọt vì nó làm giảm trí nhớ và tổn thương tim, gan, thận. Để tránh bệnh tật, nên nêm vào thức ăn bằng đường cát, đường phèn. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Khi ăn chay bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lợt lạc làm tổn hại sức khỏe nên mới sanh bệnh như thế, liền bỏ ăn chay quay sang ăn mặn. Đó là quan niệm sai lầm đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn thế nữa. Thanh triều năm Đạo Quang, ở tỉnh Triết Giang, huyện Gia Hưng, quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ, từ y phục, xe ngựa cho đến những vật trang trí nhà cửa, phòng ốc đều mỹ lệ. Ba bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, bề gà, khô nai. Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ quý giá để ăn và đãi khách, mà nhẫn tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người: đời người sống chẳng được bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì thiệt là uổng. Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông. Có người nói: để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu. Quả nhiên, trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp. Còn ông thì mang một chứng bệnh điên, không phân biệt đông tây, phải trái, sạch bẩn, thường bóc phân bỏ vào miệng. Gặp hòn sỏi, mảnh sắt cũng cho vào miệng nhai bừa, nuốt đại. Vì vậy mang thương tích và không tiêu hóa nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thương thai, trên dao dưới thớt, trong khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu con vật đau đớn chỉ vì miệng, bụng mà ngày ngày tàn hại không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo nên sát nghiệp quá nặng, thì làm sao mà tránh khỏi ác báo. Xưa kia ở thành Khanh Châu, có một lão ông không con. Nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con, ông liền đi mua thật nhiều rùa, hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm, toàn thân ông sanh ra ung nhọt, các thầy thuốc đều bó tay, vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường đau đớn rên la ú ớ, chịu nhiều thống khổ đến chết. Nhà trên đàn ca búa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ, thịt béo rượu nồng, tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước hòa. Người có trí huệ nên cẩn thận.
mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng, tội của người ăn nhẹ. Điều này không đúng. Luật pháp đã quy định phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là thủ phạm và tòng phạm. Thủ phạm chính là tự tay mình làm, còn tòng phạm là những kẻ hùa theo. Vậy thì người trực tiếp giết là thủ phạm hay là người ăn thịt là thủ phạm? Điều này không nhất định. Ví như lúc đồ tể giết heo đi bán, lúc này đồ tể chính là thủ phạm, người mua thịt là tòng phạm. Nhưng thịt không đủ bán, người mua thịt nhiều quá, đồ tể bèn giết thêm. Lúc này người mua thịt trở thành thủ phạm, đồ tể là tòng phạm. Cho nên gieo nhân như thế nào thì mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy. Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa. Họ rất sợ nhân quả, mà ngay kẻ đồ tể cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên lúc sắp giết heo, miệng họ luôn nói thế này: heo này, mày đừng hận tao, mày là món ăn của thế gian, họ không ăn tao không giết, mày hãy đòi nợ người ăn thịt. Bạn xem, chẳng những người ăn, chứ đến kẻ giết heo cũng sợ heo đến đòi mạng. Như thế, rốt cuộc heo đòi nợ người ăn hay là đòi nợ người giết? Tục ngữ có câu nói rất hay: oan có gia, nợ có chủ. Cho nên ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Thuở xưa, Đức Phật trú tại thành La Duyệt Kỳ. Cách nước này 500 dặm, có một hòn núi là nơi cư trú của một gia tộc gần 122 người. Họ sống bằng nghề săn bắn trong rừng, chẳng có ai biết làm ruộng rẫy. Tín ngưỡng của họ là thờ quỷ thần. Đức Phật thấy họ có thể độ được nên Ngài đến đó ngồi dưới một gốc cây. Thân Phật tỏa ánh từ quang chiếu khắp đất trời, cây lá trong núi đều biến thành sắc vàng. Lớn nhỏ ai thấy cũng đều hoan hỷ cho Phật là một vị thần linh nên kéo đến lễ bái. Đức Phật nhân đó thuyết giảng về tội báo sát sanh, phước đức từ bi cho họ nghe. Nghe xong ai nấy đều hoan hỷ nói: chúng con sát sinh ăn thịt để sống, nay muốn dâng cúng thịt thú rừng, xin Ngài hãy nhận lấy. Đức Phật bảo: trong giáo pháp của chư Phật không ăn thịt chúng sanh. Ta đã thọ trai rồi, không cần phải dọn ra nữa. Đức Phật nhân đây dạy rằng: người sống ở đời thức ăn chay rất nhiều sao không ăn, lại giết hại mạng sống của chúng sanh mà ăn, để rồi sau khi chết phải bị đọa vào tam đồ ác đạo. Làm người nên ăn ngũ cốc, thương yêu mọi loài, vì tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết. Giết các loài vật để nuôi sống mình, tội lỗi rất nặng. Người nào có tâm từ bất sát, đời đời được an vui. Mọi người nghe Phật dạy ăn năn hối cải. Phật vì họ giảng giải về công đức của việc không sát sinh, ăn chay và tội báo của việc giết hại ăn thịt. Người đứng đầu bộ tộc tỉnh ngộ liền quỳ xuống bạch Phật: chúng con sinh trưởng nơi núi rừng, lấy việc săn bắt làm kế sinh nhai, tội lỗi chất chồng rất nhiều, xin Ngài dạy cho cách nào để từ bỏ nghề săn bắt này. Bấy giờ Phật nói kệ: hành từ bi bất sát, thận trọng ý và lời, đây là chỗ bất tử, an lạc không tai họa. Đức Phật nói xong kệ, tất cả đều phát tâm ăn chay, dâng giữ năm giới. Sau đó Đức Phật đến nói với vua Bình Sa, cấp cho họ ruộng đất và hạt giống để làm ăn sinh sống. Thấy được sự tai hại của sát sanh ăn thịt, quý vị tập ăn chay một thời gian, bất chợt thấy người ta cắt cổ gà, đập đầu cá nó dãy chết, mình cảm nhận nỗi đau đớn ghê gớm mà trước đây không hề hay biết. Trong kinh Niết Bàn, Phật nói: người ăn thịt
dứt mất hạt giống từ bi, người ăn chay được công đức vô lượng. Trong giới Bồ Tát, Đức Phật dạy rằng: Này các Phật tử, người nào cố ý ăn thịt của các loài chúng sinh thì mắc vô lượng tội. Sát sanh cũng là nguyên nhân sanh ra chiến tranh. Con người ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại thú vật một cách độc ác. Trước khi chết, nó ôm lòng oán hận. Đến khi trả hết nghiệp thú, sanh lên nhân gian, đó là lúc oan gia đối đầu. Nên thế giới thường xảy ra những cuộc chiến tranh thảm khốc. Họ hăng say bắn giết lẫn nhau để giải quyết món nợ truyền kiếp, giống như truyện dòng họ Thích bị vua Tỳ Lưu Ly giết hại. Truyền kể, một hôm Đức Phật ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu. Trong khi đó, vua Tỳ Lưu Ly đang kéo binh đến đánh dòng họ Thích. Đức Phật liền dùng thần thông hiện ra đứng trước đoàn quân. Vua Tỳ Lưu Ly thấy thế, liền xuống ngựa đảnh lễ Phật, rồi kéo quân về. Trải qua 3 lần như vậy, đến lần thứ 4, ông ta kéo quân đi ban đêm, Đức Phật không hiện ra nữa. Trong khi đó, dòng họ Thích vì giữ giới bất sát nên đứng thản nhiên cho chúng giết. Người nam họ bắt chôn sống ló cái đầu lên, rồi cho roi dày đạp. Còn nữ thì chặt tay chân, xẻo mũi, quăng xuống hố. Qua cuộc thảm sát, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà dòng họ Thích bị đoàn quân của Tỳ Lưu Ly giết hại một cách dã man thảm khốc như thế? Và do nguyên nhân chi Thế Tôn bị nhức đầu? Đức Phật nói: Thuở xưa, hồi thời quá khứ, ở một thôn nọ, nhằm năm hạn hán mất mùa nên dân chúng kéo nhau đến hồ để bắt cá ăn. Trong hồ có 2 con cá chúa là Đa Ngư và Đa Thiệt. Tập hợp đàn cá lại nói rằng: Bấy lâu nay chúng ta sống trong cảnh bình an, vui vẻ. Không ngờ hôm nay loài người ỷ mạnh hiếp yếu vô cớ đến đây giết hại chúng ta. Cái hận này quyết trả cho bằng được. Kể đến đây, Đức Phật nói: Do nhân duyên ác nghiệp, nó âm thầm ráp nối. Những người dân làng thuở xưa sanh lên nhân gian làm quyến thuộc dòng họ Thích. Còn những con cá thuở đó cũng đồng thời sanh lên kết làm quan quân của Tỳ Lưu Ly. Do oan trái đời quá khứ nên dòng họ Thích mới bị đoàn quân của Tỳ Lưu Ly giết hại như thế. Còn ta bị nhức đầu là vì thuở đó là một em bé thấy người lớn bắt cá liệng lên bờ, liền lấy cây gõ vô đầu nó chơi, nên bị quả báo nhức đầu. Đức Phật khuyến cáo đại chúng: Sở dĩ ta hiện ra ngăn chặn đoàn quân của Tỳ Lưu Ly không phải là không biết luật nhân quả, mà để cho người đời thấy rằng chính ta có đầy đủ thần thông diệu lực. Như thế mà còn không ngăn được bước tiến của nghiệp lực, đừng nói chi là chúng sanh bình thường, thì làm sao thoát khỏi? Các con hãy xem lấy đó mà tự nhắc nhở mình. Tứ chúng nghe lời Phật dạy, tất cả đều phát nguyện trọn đời tránh xa sát sanh hại vật. Ở thế gian, người ta quan niệm vật dưỡng nhân, giết thú ăn thịt là chuyện bình thường. Nhưng khi xem kinh rồi mới thấy không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Vì gieo nợ máu phải trả bằng máu. Trong Khế Kinh, Phật nói: Chúng sanh từ vô thỉ đến nay cứ mãi giết hại, ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác báo sanh tử trả dây trong 3 cõi 6 đường. Kinh Lăng Nghiêm nói: Hễ giết một mạng là đền một mạng. Tổ xưa từng dạy: Thay lền trong cánh ngọt, oán hận thấu trời xanh. Tiếng kêu trong lò thịt, gây thành lửa đao binh. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi diễn tả cảnh bi đát của một con lừa bị người đồ tể đem vào lò mổ xẻ thịt.
có biết khi em vào lò thịt, cả chân tay đều bị trói nằm co, thân thể em chờ nước chín trong lò, giờ phút cuối lệ trào tuôn khóe mắt. Qua hai bài kể trên, chư tổ chỉ cho chúng ta thấy trong bát canh có rất nhiều sự đau đớn, oán hờn của con vật. Chính sự oán hờn đó, nó biến thành đao binh giặc giả. Quý vị xem tivi, nghe đài, coi báo, thấy trên thế giới thường xảy ra chiến tranh, và hàng ngày có không biết bao nhiêu vụ đâm chém, thủ tiêu, âm mưu giết hại lẫn nhau, đều do nghiệp sát gây ra. Ngày nào con người còn giết hại thú vật để ăn, là ngày đó còn các bà mẹ buồn rầu gạt lệ tiễn con ra chiến trường, và những người vợ âu sầu đau khổ khóc than khi hay tin chồng tử trận, khiến con cái bơ vơ không biết cha mình là ai. Chiến tranh không bao giờ chấm dứt nếu con người còn tạo ra nghiệp sát. Trong Kinh Bồ Tát Giới, Phật nói tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc, có đầy đủ Phật tánh như nhau không khác. Nếu chúng ta giết chết một con vật, tức là bóp chết lòng từ của mình, giết luôn vị Phật tương lai và giết lộn ăn làm người thân trong quá khứ, quý vị xem qua mẫu chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ sẽ rõ. Thuở xưa, Đức Phật an trụ tại nước Xá Vệ vì hàng trời người mà thuyết pháp. Lúc ấy trong thành có ông trưởng giả rất giàu có, nhưng tánh tình quá tham lam keo kiệt, không biết bố thí là gì. Một hôm, trưởng giả sai vợ giết một con gà béo, ướp gừng tiêu gia vị rồi đem quay. Các món ăn chẳng mấy chốc đã xong, rồi bưng lên cúng ông bà cha mẹ. Khi dọn xuống bàn, ông ra lệnh cho đóng cửa lại, hai vợ chồng và đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau. Đức Phật biết ông trưởng giả có thể độ được, bèn hóa ra một vị sa môn ngồi trước bàn ăn của họ. Trưởng giả ngẩng đầu lên trông thấy liền mắng: Ông là tu sĩ mà không biết hổ thẹn, nhà người ta đang ăn uống sao lại đường đột xông vào? Người mới thật ngu si, không biết hổ thẹn. Ta là khất sĩ, có gì mà hổ thẹn? Tôi và vợ con ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, ông nói không biết hổ thẹn là sao? Này trưởng giả, con gà trên bàn là cha của ngươi đời trước, vì quá tham lam bị đọa làm gà. Đứa con của ngươi từ nhiều kiếp trước là quỷ la sát, vì oan trái nhiều đời nên nó đến để hại. Còn vợ của ngươi ngày nay chính là mẹ ngươi đời trước, do vì quá luyến ái nên sanh trở lại làm vợ. Sáu nẻo luân hồi quanh quẩn trong đó, phàm phu khó mà biết được, chỉ có các bậc chân nhân đắc đạo mới thấy được các việc người chết chỗ này sanh chỗ kia. Để cảnh tỉnh ông, Đức Phật liền vận dụng thần thông cho trưởng giả thấy được những việc xảy ra ở đời trước. Trưởng giả kinh sợ toát mồ hôi, liền đảnh lễ Phật, cầu xin sám hối tội lỗi, tạ ơn Đức Phật, xin thọ trì ngũ giới, nguyện trọn đời từ bỏ nghiệp sát. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Chúng sanh bị não hại, lão tử nghiệp trả dây, bậc bi trí giải thoát, không giết hại chúng sanh. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên tránh xa các dục, dứt ái được an ổn. Trưởng giả nghe Phật thuyết xong liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Ở thế gian có lắm nhà đến ngày đám giỗ tuần thất thì giết mổ rất nhiều trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, tôm, cá, tổ chức yến tiệc linh đình, nấu nướng bày vẽ đủ thứ món ăn, đặt lên bàn thờ, cúng vái ông bà cha mẹ, thân nhân quá giảng về ăn. Nhưng khi đem xuống, cá thịt vẫn còn nguyên,
rồi cùng nhau ăn uống no say, có khi cãi vã, đánh lộn, la lối ôm xồm. Thử hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố? Trong kinh Địa Tạng dạy, con người sau khi chết, thần hồn dơ dẫn mịt mờ, lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi người thân tu tạo phước lành, hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nếu con cháu thân bằng quyến thuộc vì nghĩ tưởng đến người thân đã mất, phát tâm thiết lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, thì bảy phần công đức người mất hưởng được một phần, sáu phần còn lại người đứng ra làm được hưởng. Trái lại, nếu giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì, chỉ kết thêm nghiệp tội cho người mất càng thêm sâu nặng. Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai, lại có người gửi thêm ít đồ vật nữa, càng làm cho họ khốn đốn khổ sở thêm lên. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút Ký có ghi: tỉnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ Kim một đời kiền thành trì trai. Sau khi từ trần, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: ta tuy chưa được giảng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Ngày hôm sau, thần thức lại báo mộng: ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Hiếu tử hiền tôn, chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, cố gắng ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức, để hồi hướng cho hương linh quá cố sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh luân hồi. Đó mới thật là chân chính báo ân. Trong kinh Phật dạy như thế. Vậy mà có nhiều người nói rằng: lúc sanh tiền, ông bà cha mẹ tôi ăn thịt uống rượu, bây giờ đã quá giảng, tôi phải dâng cúng rượu thịt để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành, nên họ thẳng tay sát sinh hại vật cúng tế linh đình. Thật là trái lời Phật dạy, tội báo khó lường. Chúng ta là đệ tử của Phật, phải biết dâng lời Phật dạy, học hạnh từ bi của Ngài. Bất cứ đám tiệc gì chớ có sát sanh hại vật. Sau đây là mẫu chuyện đáng để cho chúng ta noi theo. Vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn có Hứa Thái Phu Nhân là thân mẫu của quan Hàn Lâm Từ Tích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưa phóng sanh, thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mỏi mệt. Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu sớm chiều, chưa hề gián đoạn. Những ngày tuần thất dỗ quải ông bà và đám cưới cho con cháu, bà đều tổ chức cúng kiến đại khách, toàn là những thức ăn chay lạc. Đến tuổi lục tuần, trước lễ mừng thọ 3 ngày, bà nấu cơm cháo đem bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày khánh tuế, bà con thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình. Bà đãi khách toàn bằng món chay tịnh. Nhân dịp chúc thọ, bà tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa và nói vài lời thăm hỏi cảm ơn. Về sau, bà càng khỏe mạnh hơn, con cháu thăng quan tiến chức, hết lòng hiếu thảo. Còn bà thì hưởng thọ hơn 90 tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành. Đó là phước báo hiện tiền cho những người có tâm nhân từ.